Hi, xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cùng Nhau Kiếm Tiền. Video này thì mình sẽ chia sẻ cho bạn một cái trình duyệt web có thể đào coin ha. Và mình chơi cái này thì từ năm 2018 đến bây giờ thì mình vẫn còn chơi. Và cái này là khi mình sử dụng á thì nó sẽ đào BTC cho các bạn ha. Gọi là trình duyệt web có thể là sử dụng bình thường và nó sẽ có chức năng là đào ha. Và mình chơi từ năm 2018 rồi. Rút tiền thì mình rút gần nhất là vào ngày 2 của tháng 8 2022 ha. Đây thì trong phần lịch sử rút tiền của mình ha, thì mình rút vào ngày 2 thuộc của tháng 8 và rút đi đó là 0.0032 BTC, rút về trên cái ví của Onode ha. Đây ví Onode đây. Và các bạn thấy là nó về ví Onode vào ngày 3 của tháng 8 ha. Đây là cái số lượng mà mình rút về đây. Nó có cái gọi là lịch sử giao dịch cho các bạn thấy là mình rút về trên ví của Onode. Nên là các bạn khi mà chơi cái này thì chúng ta rút BTC các bạn có thể rút về trên ví của Onode. Nếu mà bạn nào mà chưa có ví của Onode á, thì các bạn có thể bấm vào trong phần mô tả video này để tải cái ví Onode về ha. Hiện tại thì ví Onode đang có chương trình đó là tặng lên đến là 200.000 đồng. Nếu mà các bạn tải ví và chúng ta xác thực tài khoản thành công thì các bạn sẽ nhận được đó là 200.000 đồng á. Ok, bây giờ mình sẽ quay trở lại ha. Thì với cái trình duyệt web này á, thì các bạn có thể đào BTC ha. Và đây là phần lịch sử rút tiền của mình ha. Mình chơi từ năm 2018 và có thông tin rất là rõ ràng. Mình rút tiền lần đầu tiên là ngày 9 của tháng 10 2018 nha. Đây thì cái tốc độ đào của mình đang là ở 1.500 đến 1.600 ha, tại vì mình đang sử dụng cái phiên bản là Pro. Còn nếu mà các bạn đang sử dụng cái phiên bản Lite á, là phiên bản miễn phí á, thì cái tốc độ của các bạn nó sẽ khác ha. Mình thì đang sử dụng cái phiên bản Pro nên cái tốc độ nó nằm ở cái mức này ha. Và khoảng 3 tiếng đồng hồ thì mình phải vào và bật nó lên một lần cho nó chạy ha, tại vì nếu mà không bật lên thì nó sẽ tắt và không có đào nữa. Phía dưới này thì nó sẽ có thêm những cái NFT để mà đào nhanh hơn. Hiện tại thì mình không có mua NFT của nó ha. Mua cái này thì chúng ta cần phải trả thêm tiền ha. Nhưng mà mình không có mua. Mình chơi chỉ là cái phiên bản kia thôi. Thì tốc độ đào của mình đã nằm ở cái mức này. Mình đã tải cái phiên bản này là cái phiên bản Pro ha. Và trả là 118.000 đồng. Và mình sử dụng từ năm 2018 đến bây giờ. Các bạn có thể nhìn thấy không? Cái phiên bản Pro mình đã cài đặt nè. Còn nếu mà các bạn chưa á, các bạn vào trong đây thì nó bắt buộc các bạn phải mua với giá 118.000. Thì với cái trình duyệt web mà có thêm cái chức năng là đào BTC này thì mình thấy là chỉ có thằng CryptoTab này thôi. Hiện tại thì chưa có một cái trình duyệt web nào có thể làm được cái này. Và mình cũng thấy là có nhiều cái dự án nó cũng nói là đào BTC hoặc là đào những cái đồng coin gì đó thì bắt các bạn là phải mua những cái gói đầu tư ha. Và cái tốc độ đào của nó thì rất là nhanh, có thể gọi là giống kiểu một cái mô hình đầu tư nhận lãi á, chứ không phải là đào. Thực sự đào á, là nó sẽ giống như cái thằng CryptoTab này nè, là các bạn sẽ đào và nó sẽ khai thác thông qua cái sức mạnh của CPU của bạn ha, trên máy tính hoặc là trên điện thoại. Và cái này thì nó có rất là nhiều những cái phiên bản ha. Hiện tại thì mình đang sử dụng cái phiên bản Pro, còn nếu các bạn không có mua thì các bạn sẽ xài cái phiên bản là CryptoTab Lite nè, phiên bản miễn phí này nè, thì cái tốc độ của nó sẽ thấp hơn ha, tốc độ của nó sẽ thấp hơn của mình, Pro thì cao hơn ha. Và mình chơi cái này thì mình không thể nào mà nói là rút tiền liên tục được. Mình cứ sử dụng bình thường thôi và mình trình duyệt web, gọi là mình sử dụng trình duyệt web bình thường và mình cứ sử dụng như vậy thôi. Đến khi nào mà nó đủ cái min rút tiền thì mình sẽ rút thôi. Min rút tiền của nó là 0.00001 BTC, là sau dấu chấm thì là bốn con số 0 ha. Và một con số 1 thì các bạn sẽ được rút tiền. Rút tiền thì rút về trên những cái ví chứa, ví dụ như là ví của Onode hoặc là một cái ví sàn nào đó. Mình thì sử dụng ví Onode bởi vì cái min rút của nó là, nếu mà tính quy ra BTC thì mình không biết, nhưng mà nếu mà tính quy ra Việt Nam đồng thì thằng Onode nó nhận là từ 20.000 đồng trở lên. Giá trị của BTC từ 20.000 đồng trở lên là các bạn có thể rút về trên đó. Một số sàn thì nó sẽ không có cho các bạn rút với cái số lượng nhỏ như vậy. Khi mà rút về như vậy thì có thể là bị treo hoặc là bị mất luôn cái BTC của bạn. Nên mình chọn lựa sử dụng cái ví Onode để mà sử dụng rút từ những cái dự án hoặc là những cái trang web mà mình đang chơi ha. Bạn nào chưa có ví Onode thì bấm vào trong phần mô tả video này để mà tải cái ví đó về và chúng ta đăng ký xác thực tài khoản thì sẽ nhận được đó là 200.000 đồng nha. Cái chương trình đó thì nó diễn ra xuyên suốt ha. Rồi với cái này thì mình sẽ để cho các bạn ở dưới cái phần mô tả video để mà tải hai cái ứng dụng này về ha. Một cái là của Onode, một cái là của Đào Coin này ha, Đào BTC ha. Các bạn tải về và chúng ta cứ đăng ký cài đặt bình thường ha. Mình thì mình đăng nhập bằng Gmail nên các bạn cũng thể sử dụng Gmail để đăng nhập vào ha. Hiện tại thì video này thì mình sẽ không có quay random ha, mà mình sẽ dành cho cái buổi sau, ngày hôm sau thì mình sẽ quay random ha. Bây giờ thì cứ hai video thì mình sẽ quay random một lần ha.
để tránh trường hợp là nó gần nhau quá và cái lượng tương tác nó cũng khá là thấp ấy, bình luận trên kênh cũng khá là thấp, nên mình để cho nó xa xa chút xíu ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những cái ứng dụng kiếm tiền lần sau nữa. Nếu bạn thấy yêu thích kênh của mình á thì hãy bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và đừng quên ở trên kênh đang còn có những cái hình thức kiếm tiền uy tín và ổn định khác. Các bạn có thể bấm vào trong phần mô tả video này để xem thêm những cái hình thức kiếm tiền đó nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Xin chào.